Thị xã Phú Mỹ là địa phương tập trung đông nhất lao động ngoại tỉnh ở Bà Rịa - Vũng Tàu, gần 70.000 lao động trong các doanh nghiệp và chủ yếu trong các khu công nghiệp, chiếm 35,3% dân số toàn thị xã. Trong hơn 50% lao động đến từ nhiều tỉnh thành cả nước. Bố trí nơi ăn chỗ ở cho số lao động ngoại tỉnh, vì vậy cũng rất áp lực với doanh nghiệp và với cả địa phương. Để người lao động yên tâm làm việc, các cấp chính quyền, ngành chức năng cùng doanh nghiệp trên địa bàn luôn có sự phối hợp chặt chẽ, từng bước lấp dần khoảng trống về nhà ở bằng nhiều giải pháp. Chăm lo về nhà ở cho người lao động trên địa bàn thị xã Phú Mỹ có sự chung tay hỗ trợ từ nhiều phía. Về phía tổ chức công đoàn, từ năm 2016 đến nay cũng đã có hàng chục căn nhà cho người lao động được xây mới hoặc sửa chữa từ chương trình mái ấm công đoàn. Năm 2021, đại dịch COVID-19 bùng phát khốc liệt đợt thứ tư. Liên đoàn lao động thị xã phối hợp cùng các xã phường đẩy mạnh vận động các chủ nhà trọ miễn giảm tiền thuê trọ cho hơn 19.000 lao động trên địa bàn với số tiền gần 5 tỷ đồng. Các cấp công đoàn cũng tích cực triển khai quyết định số 08 của chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và đã có gần 17.900 lượt người lao động được nhận hỗ trợ hơn 28,8 tỷ đồng. Trong quá trình dịch thì cũng gặp chút khó khăn về thu nhập, thì nhà nước mình cũng có một cái sự hỗ trợ là về tiền phòng trọ, thì bây giờ là nhà nước làm cái hỗ trợ đó thì cũng ý là cũng nhanh, xong rồi cái hỗ trợ được thêm cho công nhân về việc trang trải tiền phòng trọ thì công nhân cũng rất vui và cảm ơn. Chính sách hỗ trợ tiền phòng trọ của chính phủ Việt Nam rất hay và ý nghĩa. Rất nhiều doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp chúng tôi, gặp khó khăn trong sản xuất. Chính sách này của nhà nước giúp doanh nghiệp giữ chân được người lao động, còn người lao động cũng yên tâm làm việc và vượt qua khó khăn. Hiện nay, thị xã Phú Mỹ có hơn 1.000 nhà trọ. Lực lượng chức năng thị xã Phú Mỹ thường xuyên kiểm tra hoạt động của các khu trọ để đảm bảo điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và tạo thuận lợi tối đa cho đối tượng thuê trọ là người lao động trong doanh nghiệp bằng cách vận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê, tăng thêm tiện ích, thiết chế giải trí, thể thao. Từ năm 2018 đến nay, Phú Mỹ dần hình thành nhiều khu trọ văn minh, không tội phạm, không tệ nạn xã hội. Để cái tình hình mà an ninh trật tự được đảm bảo, chúng tôi tiến hành cho các chủ phòng trọ là ký các bản cam kết về tình hình an ninh trật tự, không để mà xảy ra cái vấn đề mà tệ nạn xã hội, các loại tội phạm mà là xảy ra trong khu phòng trọ. Các doanh nghiệp cũng nỗ lực dành nguồn kinh phí để xây dựng khu nhà ở cho người lao động. Theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có 13 doanh nghiệp xây dựng nhà ở cho gần 5.000 lao động, đều nằm trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Tôi thấy chính sách công ty tạo điều kiện cho công nhân cũng tốt cho những công nhân mà ở xa, không có chỗ ở. Tụi tôi cũng cảm ơn công ty cũng có ký túc xá cho công nhân ở để có chỗ ở để đi làm, bớt chi phí được cho công nhân, tụi em cũng đỡ tốn kém. Về phía chính quyền, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã ưu tiên dành quỹ đất cho các dự án về nhà ở. Hiện có một dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp tại thị xã Phú Mỹ đã đưa vào sử dụng, 11 dự án nhà ở xã hội đang tiếp tục triển khai. Những dự án này sau khi hoàn thành sẽ cung cấp 8.580 căn hộ cho người thu nhập thấp, thêm nhiều lao động sẽ có điều kiện an cư. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất chủ trương xây dựng khu thiết chế công đoàn tại thị xã Phú Mỹ với đầy đủ các tiện ích như nhà ở, nhà trẻ cho con người lao động, các thiết chế văn hóa thể thao, siêu thị. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang xem xét triển khai thực hiện dự án xây dựng 10.000 căn hộ cho người lao động trong khu công nghiệp Phú Mỹ 3 từ nguồn vốn của các doanh nghiệp đang hoạt động trong khu công nghiệp. Các dự án nhà ở cho người lao động đã và đang triển khai, góp phần cùng chính quyền thị xã Phú Mỹ lấp dần khoảng trống về nhà ở cho người lao động, giúp người lao động an cư lạc nghiệp, cũng là thúc đẩy Phú Mỹ phát triển bền vững hơn.